Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 26 tháng 2. Hôm nay thời tiết khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục duy trì ngày nắng, trời quang mây nên cường độ nắng khá mạnh. Nền nhiệt có sự chênh lệch giữa ngày và đêm. Ban ngày mức nhiệt cao từ 30 đến 32 độ. Tuy nhiên về đêm nền nhiệt lại hạ xuống mức 24 đến 26 độ, tiết trời mát mẻ. Bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vừa tăng cường đã nhanh chóng suy yếu nên không ảnh hưởng đến thời tiết khu vực tỉnh. Thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 74 đến 79%. Huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 72 đến 77%. Vùng biển từ Bà Rịa, Vũng Tàu đến Côn Đảo, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Tại Vũng Tàu ngày 26 tháng 2 năm 2022, mực nước cao nhất 385 cm xuất hiện lúc 20 giờ 30 phút, thấp nhất 160 cm xuất hiện lúc 3 giờ 30 phút.